Rồi, kính chào quý vị và các bạn. Mình đang có mặt tại chợ Thủ Dầu Một. Phía sau là gọi là dân địa phương gọi là chợ đồng hồ đó. Có cái đồng hồ, hôm nay đi tìm mua và ăn phá lấu bò. Nghe nói là phá lấu bò tại chợ Thủ Dầu Một, phía sau chợ đồng hồ rất là ngon. Ở chân đồng hồ ha. Để xem. Cho con phần. Cô nghe luôn, chờ cô một chút nha. Con. Dạ dạ. Con đi bộ tìm nãy giờ. À, cái chữ phá lấu chà bá vậy. Dạ. Cô đây mà tìm chuyện nữa thấy thương ghê à. À, đây 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 để con tìm. Để tìm miếng phá lấu quá. Dưới chân chợ đồng hồ có chữ phá lấu bò. Cô Bình. Cái công mà đi tìm phá lấu rồi chắc lát phải thêm 2 miếng. Dạ. Hay là mai mua 2 phần cho con đem về đi. Đây mới chính là phá lấu bò chợ đồng hồ chính. Đúng. Có chi nhánh không cô? Không, có mình cô à. Cô không có chị đâu chứ. Có mình cô mình, mình cô bán. Vậy là muốn ăn là cứ đến chợ đồng hồ đúng nhìn đúng xuống. Rồi. Ở đây là có một mình cô thôi. Dạ. Những chỗ khác thì cô không biết. Đó là cô không có cái nào tính chung hết luôn á. Coi chừng có mạo danh nữa cô. Thì đó, cô cũng sợ mạo danh nên cô mới nói là cô không có chi nhánh. Con. Bởi vì con hỏi nên cô nói là cô không có chi nhánh, cô chỉ có hai vợ chồng bận phần khác thôi. Dạ, cô em 213. Cho con 2 phần mang về đi ha. Rồi cô nghe, chờ cô xíu. Dạ. Sắp làm mới ra. Ờ, sắp được làm nó đây. Thôi con ngồi đây con chờ, chờ coi cô làm chút xíu cũng được. Rồi, rồi, cô cứ chờ đi. Cô cứ coi đi. Bà có chịu lắm miếng cho bà ta không? Chị cắt cho bả rồi chú. Cắt rồi. Cho 5 ổn mì đi. Mình quyết định mua 2 bịch phá lấu về mang về. Giờ này cũng gần hết hả cô? Gần hết rồi. Cô còn một con thôi. Còn một con, một bình thôi. Nước hết luôn nha chị bà. Ngồi nghe. Vô ngồi đi cưng. Hai chén thì vô ngồi thì mình đi. Cái đồ gì vậy? Xem làm phá lấu bò giống gì vậy? Phần vậy là bao nhiêu tiền cho cô? À, một chén với ổ bánh mì ở đây thì 30, mà về thì 33. Tại về cô cắt thêm đầy tí xíu để bỏ vô bịch cho nó có bịch nó được một chút á. Yeah, yeah. Thì nó thêm 3.000 nữa. Còn nếu mà con mua nhiều thì vậy là 200.000 nè. Yeah. Một ca đầy này là 200.000. Yeah. Tại vì 200.000 là cô phải cân. Nửa ký là 160, 200.000 là 16 lạng giá. Chào mình chút nha.
hai phần hả? Dạ, lấy con hai phần mang về. Rồi, cắt em này hai phần cho tôi bốn chén trên bàn. Rồi, rồi. Cho em này hai phần. Hai phần của em chỉ làm chung bịch lớn được không em? Hay làm hai bịch vậy cưng? Làm bịch lớn đi. Làm bịch lớn hơn ha, bịch 60 luôn anh ba. Dạ. Hai bạn ngoài đó chờ cô chút nha tụi con. Cô bán đắt quá. Dạ có, lấy con hai ổ. À, ở đâu trước được xin em ơi? Ở đây ha, bên kia. Ở đây nè, phải không? Ngay cổ vậy nè, phải không? Rồi em mà xin luôn. Em mà xin luôn một chén nữa phải không? Có giao hàng không cô? Dạ đây con lấy tiền. Giờ lấy tiền trả cô ra. Rồi cô cắt liền con ơi. Cô chốt rất là đông, xếp hàng văn minh lịch sự đàng hoàng lần lượt. Ai cũng có. Nhưng mà đi trễ quá thì không có. Rồi thôi cảm ơn cô nha con về. Rồi cảm ơn cô. Rồi về. Thì cái đường này cho quý vị và các bạn xem. Đó, chợ đồng hồ ha, có cái đồng hồ làm sao. Phía sau chợ Thủ. Dưới chân chợ đồng hồ. Ba lâu. Nên mình đi lại quan cảnh mọi người xem ha, phá lấu rất là đông nè. Khách chờ cũng đông nữa. Rồi đi. Đi bộ. Đi bộ ra đây là đường Đoàn Trần Nghiệp. Đó khu vực bán phá lấu. Phía sau chợ đồng hồ. Mình đi bộ ra đường Đoàn Trần Nghiệp. À, đi bộ ha, đi bộ cái đường Đoàn Trần Nghiệp đây, khu vực đây bán rất là nhiều rồi. Xôi gà. Bên này cũng xôi luôn. Hương liên. Rồi phía xa xa kia là chợ Thủ Dầu Một nha mọi người. Để mình quay toàn cảnh lại một lần nữa cho quý vị và các bạn. Ở xa không biết thì xem ha. Có nghĩa là thông điệp hôm nay mình muốn truyền đạt là phía sau chợ Thủ Dầu Một. Nhưng mà không phải là cái chợ, không phải là cái dãy lớn phía trước nha, mà phía sau. Ở phía sau là khu vực ẩm thực ăn uống của chợ Thủ Dầu Một đây. Người dân địa phương đây gọi là chợ đồng hồ. Đó là có cái đồng hồ. Phía chân chợ đồng hồ á có phá lấu bò rất là ngon.
Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Mình xin kết thúc video từ đây.